đáng. Một quả trầm T9i. Rồi hai thiết bị trung tâm là một cái đẩy T8 và một mic M9 cộng nữa. Cô dàn chú rất đẹp. À, nghe luôn. Cô chú có thấy hài lòng buổi dàn này không cô chú? Cô chú sẽ cho cảm nhận. Chú thích rồi. Đấy. Chú thì xem livestream nhiều mà thực tế hôm qua là chú ở nơi chú mắt nhìn thấy, tai nghe và được hát trải nghiệm rồi thấy rất tuyệt vời. Chứ xem ở trên livestream kia thì nghe qua tai nghe hoặc là xem trong điện thoại nó giảm đi rất nhiều phần trăm về cái âm lượng. Nói chung là tuyệt vời. Cảm ơn chú rất nhiều. Chú cảm ơn Hoàng Long, cảm ơn ba cháu đã nhiệt tình từ dưới Nội mà lên tận Lạng Sơn lắp đặt cho chú. Đến giờ phút này chưa được ăn cơm. Ăn cơm này là chuẩn rồi. Cảm ơn nhiều. Chúc cô chú lúc nào hát vui vẻ, yêu đời.